Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Việt Nam. Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam được ghi nhận cải thiện nhanh nhất trên thế giới trong 5 năm qua. Vậy đâu là những động lực chính ạ? Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn là một quốc gia có tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định hàng đầu khu vực. Đây còn là điểm đến của sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, được cảm nhận là nơi đáng đầu tư, kinh doanh, là nơi đáng sống. Chưa kể thế mạnh về lực lượng lao động hay cả điều kiện thời tiết thuận lợi nữa. Vậy liệu giá trị thương hiệu quốc gia cải thiện sẽ giúp gì cho các thương hiệu của doanh nghiệp Việt? Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam gia tăng càng nhanh, đồng nghĩa rằng càng nhiều người biết đến Việt Nam và cảm nhận của họ về Việt Nam ngày càng cải thiện, tác động đến mong muốn tiêu thụ các sản phẩm dịch vụ tới từ Việt Nam, cải thiện khả năng thành công của một thương hiệu Việt khi bước ra thị trường quốc tế. Phải chăng là doanh nghiệp chi càng nhiều cho quảng bá thì giá trị thương hiệu sẽ tăng càng nhanh? Đúng là tiêu nhiều tiền hơn thường sẽ giúp gia tăng giá trị thương hiệu. Nhưng khoản chi tiêu đó có hiệu quả không còn phụ thuộc vào chính sản phẩm, giá thành và sức mạnh của chính thương hiệu đó. Bởi thương hiệu càng khỏe thì chiến lược marketing mới càng hiệu quả. Lĩnh vực ngân hàng cải thiện thương hiệu nhanh nhất trong năm qua. Vậy thì đâu là động lực của nhóm này? Không chỉ cải thiện nhanh, mà lĩnh vực ngân hàng còn đóng góp lớn vào tổng giá trị thương hiệu của bảng xếp hạng, chiếm tới 30%. Lý do đơn giản là khả năng tiếp cận ngân hàng của dân số Việt Nam đang cải thiện vượt bậc. Một phần nhờ tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng nhờ nỗ lực của ngành ngân hàng tạo ra ngày càng nhiều điểm chạm hơn, đặc biệt là tốc độ số hóa các ứng dụng ngân hàng những năm gần đây. Tăng trưởng nhanh mà còn phải bền vững nữa. Vậy thì điều này được nhìn nhận ra sao trong giá trị của một thương hiệu? Cảm nhận về sự phát triển bền vững của một thương hiệu sẽ tác động từ 5 đến 25% quyết định mua hàng hoặc dịch vụ, tùy theo quốc gia và tùy theo từng lĩnh vực. Ví dụ ngành thực phẩm, xe hơi, dệt may là những ngành liên quan tới phong cách sống và phụ thuộc nhiều vào các chuỗi cung ứng, thì phát triển bền vững sẽ tác động nhiều hơn tới giá trị thương hiệu. Nhưng nhìn chung xu hướng này đang tăng mạnh toàn cầu do cam kết net zero của các chính phủ và của các tập đoàn đa quốc gia. Để tiếp tục duy trì đà tăng của giá trị thương hiệu thì theo ông đâu là điểm mà các thương hiệu Việt cần đặc biệt lưu tâm? Điểm còn thiếu và cũng là cơ hội của thương hiệu Việt có lẽ là khả năng đưa được các thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế. Ví dụ Viettel đã làm được điều này, nhưng ở mỗi quốc gia lại mang một thương hiệu khác nhau, do đó mức độ nhận diện quốc tế cũng bị hạn chế. Hay như lĩnh vực ngân hàng, các bạn có những ứng dụng được chấm 4,8 trên 5 điểm ở các kho ứng dụng, trong khi ở Philippines thì tốt lắm cũng chỉ từ 2,6 tới 2,7 chẳng hạn. Tức là cảm nhận của người dùng về ứng dụng công nghệ tại Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với các quốc gia khu vực ASEAN, nhưng chưa có thương hiệu ngân hàng nào của Việt Nam vươn ra tầm khu vực. Trường hợp mới đây nhất của VinFast là một tín hiệu rất tích cực, nếu thành công sẽ đóng góp không nhỏ cho giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Một lần nữa rất là cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Việt Nam.